Tác dụng của sâm cao đỏ có thể bạn còn chưa biết. Hôm nay tôi cùng các bạn tìm hiểu kỹ hơn về tác dụng của sâm cao này nhé. Sâm cao có rất nhiều tác dụng, trong đó tác dụng chính là bổ thận. Theo y học cổ truyền, sâm cao vị cay, tính ấm, hơi độc, công dụng ôn thận, tráng dương, khứ hàn, trừ thấp, thường được dùng để chữa các chứng bệnh phong thấp, liệt dương, ho, trĩ, hoàng đản, hay còn gọi là vàng da, tiết tả, đi lỏng, ghẻ, viêm da. Chữa viêm da thì dùng ngoài, giã nát, đắp. Theo nghiên cứu của dược lý y học hiện đại, sâm cao có tác dụng tăng cường công năng miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của tuyến sinh dục, chống lão hóa, tăng cường khả năng chịu đựng của cơ thể trong điều kiện thiếu dưỡng khí, trấn tĩnh, chống co giật, kháng viêm, chống huyết tắc, chống nấm, kháng ung thư, nâng cao khả năng chịu nóng của cơ thể. Ngoài ra, sâm cao còn có tác dụng cường tim, làm giãn mạch vành. Với các tác dụng trên cho thấy sâm cao rất tốt cho thận, tốt cho hệ tim mạch và tốt cho sức khỏe. Chỉ tiếc, chúng ta chưa phát huy hết tác dụng của sâm cao. Một số bài thuốc từ sâm cao: ngâm rượu sâm cao rửa sạch, cạo nhẹ lớp vỏ ngoài để lại lớp vỏ đỏ, xếp vào bình, nên xếp dọc củ sâm cao, sau đó đổ đầy rượu, ngâm trong thời gian 100 ngày. Bài thuốc chữa phong thấp, đau lưng, thần kinh suy nhược. Bài 1: sâm cao 50 g thái mỏng sao vàng ngâm với 650 ml rượu trắng, sau 7 ngày có thể dùng được. Uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần một chén nhỏ chừng 25 đến 30 ml. Bài 2: sâm cao, hy thiêm, hà thủ ô đỏ mỗi vị 50 g, rượu trắng 700 ml, ngâm trong 7 ngày hoặc hơn, uống 50 ml chia 2 lần trong ngày. Chữa thận dương suy yếu, liệt dương, di tinh. Bài 1: sâm cao 20 g, thuộc địa pha kích, phá cố chỉ, hồ đào nhục mỗi vị 16 g, hồi hương 4 g, tất cả thái nhỏ, sắc với 400 ml nước, còn 100 ml uống làm ngày 2 lần. Bài 2: sâm cao, sâm dương hoắc, ngũ gia bì mỗi vị 125 g, nhãn, bỏ hạt 100 quả, tất cả thái nhỏ ngâm với 1 đến 2 lít rượu trắng trong 20 ngày, uống ngày 2 lần, mỗi lần 20 đến 30 ml. Chữa sốt xuất huyết: sâm cao 20 g, sao đen, vỏ nhỏ nồi 12 g, chắc bách diệp 10 g, sao đen, quả dành dành 8 g, sao đen, tất cả đã nhỏ, sắc uống ngày 1 thang. Bài thuốc bổ thận dùng cho người trung niên và cao tuổi: sâm cao, dâm dương hoắc, tang thầm, tử hà sa, hoài sơn, thỏ, ti tử, hoàng tinh, thuộc địa mỗi vị 15 g, sơn thù nhục 12 g, thận dê 2 quả, tất cả nấu nhừ, ăn cái, uống nước, chia làm 2 đến 3 lần trong ngày. Để mua được sâm cao chất lượng tốt, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0932 340 345 hoặc website hahuytoan.com. Các bạn vừa xem video tác dụng của sâm cao. Cảm ơn quý vị đã xem video của chúng tôi. Để có những video mới nhất và những bài thuốc mới nhất, quý vị hãy kích vào nút đăng ký ở phía dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã xem video của chúng tôi.